Ở bóng đá Việt Nam, con yêu thích nhất là chú Đoàn Văn Hậu. Con đang tập ở đội trẻ Công an Hà Nội. Con ước một ngày nào đó con có thể được đá cùng chú Đoàn Văn Hậu ạ. Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, con thích nhất là chú Lê Văn Đô vì chú rất nhanh và rất đẹp trai. Chú Đô ơi, chú hãy đợi con nhé, con đang trưởng thành, con sẽ đến và sát cánh cùng chú. Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội thì con thích nhất là chú Hồ Tấn Tài bởi vì chú giàu tốc độ. Mặc dù là chú là hậu vệ nhưng mà chú cũng ghi được rất nhiều bàn thắng. Chú là một cầu thủ rất toàn diện. Chú là một hình mẫu mà con đang muốn nói theo. Công an Hà Nội! Vô địch! Các con vừa thi đấu xong có mệt không? Có. Hả? Có à? Có. Thi đấu tiếp được nữa không? Có. Rồi, đây gọi các con đây để chia sẻ với các con này. Trong 10.000 cầu thủ trẻ ở Việt Gâu thì mới chỉ có từng này được các bạn được tuyển chọn để vào chung khảo tuyển chọn thôi. Và ở đây thầy cũng chỉ, thầy và thầy Huy cũng sẽ lựa chọn ít cầu thủ thôi. 1/3 chỗ này thôi. Sẽ có nhiều cầu thủ không được lựa chọn. Các con biết đấy là quy luật của bóng đá, các con hiểu điều đó không? Thầy muốn nói với các con một điều rằng là nhiều khi một huấn viên chọn một đội hình không phải là vì các con kém, mà tại vì huấn luyện viên cần lựa chọn những cầu thủ phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên đó. Được không? Và thực ra thì các thầy đã theo dõi các con rất là lâu ở khi các con tập luyện ở cơ sở rồi, cũng như các con thi đấu ở giải Việt Nam Cup 2023 rồi. Nhưng mà đó là khi mà các con chơi cùng với các bạn kém hơn các con rất nhiều, nên các con thể hiện được nhiều hơn. Ngày hôm nay các con chơi ở đây với những bạn mà có trình độ tương đương các con thấy khó hơn hẳn đúng không? Đúng không? Thầy muốn xem các con tận mắt các con chơi với những đối thủ mạnh hơn thì các con chơi nhào. Thầy gọi các con đây ra để nói với các con rằng là sau ngày hôm nay một tuần nữa thì các huấn luyện viên sẽ họp với nhau để chọn ra danh sách 16 bạn xuất sắc nhất để đưa vào tập luyện chuyên nghiệp. Sẽ có những bạn không được tuyển chọn, thì thầy mong muốn các con rằng là vẫn tiếp tục tập luyện thường xuyên hơn, tích cực hơn để 4 tháng nữa, 8 tháng nữa khi mà có đợt tuyển chọn tiếp theo thì các bạn sẽ được tham gia tuyển chọn tiếp. Ngay cả các bạn được tuyển chọn rồi 16 bạn thì cứ mỗi 4 tháng thì sẽ có 3 bạn bị loại để nhường chỗ cho những bạn tốt hơn. Thì bạn nào được tuyển chọn rồi thì cũng càng phải tập luyện tích cực hơn để giữ vị trí của mình, được không? Bây giờ chúng ta không phải là ở những lớp cộng đồng bình thường mà mình cứ hàng tuần đến chơi nữa. Mình sẽ chơi chuyên nghiệp hơn. Các con có hứa sẽ cố gắng không? Không hứa to lắm, cố gắng không? Rồi. Hôm nay các bạn có nhìn thấy các bạn áo vàng không ạ? Các bạn ấy là đội gì nhỉ? Các bạn ấy là U11 Công an Hà Nội vừa đi đá giải toàn quốc về. Đang chờ để xem có được đi đá vòng chung kết hay không? Lứa tuổi của các bạn ấy chính là lứa tuổi của các con năm sau. Một năm nữa sẽ có cơ hội cho 16 bạn được đi thi đấu giải toàn quốc. Có sẵn sàng không? Cố gắng nhá. Sẽ có 16 bạn trong ngày được tuyển chọn. Nhá. Rồi ok, đứng dậy. Cảm ơn các con. Tôi là Nguyễn Hoài Nam. 30 năm trước, tôi chính là những cậu bé như này, yêu bóng đá cháy bỏng và mong ước lớn nhất là khoác trên mình màu áo huyền thoại của đội bóng đá Công an Hà Nội. 30 năm sau, tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng đội bóng đá Công an Hà Nội khi đào tạo được những cầu thủ trẻ cung cấp cho hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Công an Hà Nội ngày hôm nay. Thời gian gần đây, rất nhiều người đang đồn đoán về việc Quang Hải sẽ về Công an Hà Nội. Và các bạn có biết được không là Công an Hà Nội cũng là người có công đào tạo Quang Hải ở trong những ngày đầu tiên. Chúng ta biết là Quang Hải được phát hiện và được đào tạo từ những cái động tác đầu tiên bởi anh Vũ Minh Hoàng, là em ruột của cựu đội trưởng Công an Hà Nội Vũ Minh Hiếu. Và tôi nhớ là khi mà đi dự U20 World Cup thì Quang Hải có nhận được một món quà rất lớn của anh Vũ Minh Hiếu, đó là một đôi tất. Đôi tất trong tiếng Việt của chúng ta có rất nhiều ý nghĩa. Nó vừa là một cái dụng cụ để thi đấu, để bảo vệ đôi chân, nhưng tất ở đây nó có là tất cả. Và Quang Hải bây giờ đã trở thành con cháu trong gia đình nhà anh Vũ Minh Hiếu, và bây giờ tiếp tục kế tục cái tình yêu, đam mê và trách nhiệm với màu áo Công an Hà Nội.
đây là một cuộc tuyển chọn cực kỳ kỳ công khi chúng tôi phải chuẩn bị từ đầu năm 2023 và phải tổ chức cả một giải Việt Gold Cup với 10.000 cầu thủ đang tham gia tại câu lạc bộ thi đấu cùng với nhau. Từ đó các huấn luyện viên chọn ra được 200 cầu thủ ở 4 lứa tuổi U9, U10, U11 và U12. Đây là những cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi của mình tham gia vào phần thi trung khảo tuyển chọn. Tại phần thi trung khảo tuyển chọn này, các huấn luyện viên cho các con thi đấu ở một thời gian khá dài và với mật độ thi đấu rất cao để tuyển chọn ra những bạn xuất sắc nhất. Có 16 bạn sẽ được tuyển chọn vào mỗi một lứa đội tuyển để tập luyện nâng cao hơn với chất lượng chuyên sâu hơn, sẵn sàng có thể thi đấu được cùng với các bạn ở các đội bóng đá chuyên nghiệp khác. Ngày xưa tôi yêu Công an Hà Nội, ngày hôm nay tôi đưa con đến đây tham gia vào học viện của Công an Hà Nội. Tôi hy vọng rằng là con tôi sẽ kế tục được niềm đam mê và phát huy được tình yêu đối với Công an Hà Nội. Tôi là một người phục vụ trong ngành công an. Hôm nay tôi rất vui khi được đưa con trai tôi đến sơ tuyển trong đội Công an Hà Nội. Thật tuyệt vời khi gia đình tôi có thêm một đồng chí nữa phục vụ trong lực lượng công an dù ở một vị trí nào đó. Ngày xưa tôi là cổ động viên của Công an Hà Nội. Bây giờ hôm nay tôi dẫn con đến đây để được thi tuyển vào Công an Hà Nội và rất là hy vọng con sẽ được trúng tuyển và còn được đi sâu hơn nữa. Thật là tuyệt vời khi được cổ vũ cho đội bóng mình yêu và ở đấy lại có tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình. Thời gian vừa qua người ta vẫn nói Công an Hà Nội là ông vua trên thị trường chuyển nhượng với rất nhiều những cầu thủ quốc dân. Và bây giờ Công an Hà Nội vừa đánh bại đội đầu bảng Thanh Hóa với tỷ số 4-1 ngay tại sân Thanh Hóa và trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Công an Hà Nội đang làm. Họ đang tuyển chọn cho một lớp măng non, họ đang tuyển chọn cho một lứa kế cận và họ đang tuyển chọn tất cả nhân sự cần thiết để cho một cái tên huyền thoại trở lại một cách bền vững hơn, đó là Công an Hà Nội.